Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh BRT. Những nội dung đáng chú ý trong chương trình trưa nay, ngày 7 tháng 4. Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức kỳ họp thứ 10, kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân thành phố. Long Điền phát huy sức trẻ xây dựng quê hương. Nông dân xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ thua lỗ vì giá rau giảm mạnh. Hợp tác xã Tiêu Bồn Mây, huyện Xuyên Mộc xuất khẩu trên 300 tấn tiêu. Những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ mở đầu phần thông tin hòa nhịp trưa nay. Thưa quý vị, Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để kiện toàn công tác nhân sự của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua chủ trương phê duyệt các dự án. Tại kỳ họp thứ 10, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với bà Nguyễn Thị Bạch Ngân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 3. Đồng thời bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đối với ông Trần Anh Tuấn đã được bổ nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu từ ngày 15 tháng 3. Và ông Nguyễn Trọng Thụy được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố từ ngày 1 tháng 3. Ngoài ra, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua chủ trương phê duyệt bổ sung danh mục 64 dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020. 14 dự án chuẩn bị đầu tư và chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố gồm xây dựng kênh Đồng Sát 1, khu công viên Ao Cá phường 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng Tam. Ủy ban nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Tham dự lễ ra quân có hơn 200 người là cán bộ công chức phường, lực lượng dân quân, các ngành, đoàn thể, cùng các chiến sĩ thuộc Hải đoàn 18, 128, 129, tên lửa 57, kiểm ngư và nhiều đoàn viên, hội viên, người dân tại các khu phố. Cán bộ công chức phường 12 thành phố Vũng Tàu cùng cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phường đã chia thành nhiều tổ, tiến hành dọn dẹp rác thải nhựa khó phân hủy dọc hai bên tuyến đường 30 tháng 4, đường 3 tháng 2, đường 2 tháng 9, đường Võ Nguyên Giáp, đường ven biển và các tuyến đường trong các khu phố. Trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, các thành viên trong tổ còn tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc gây ô nhiễm môi trường, vận động mọi người thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà mình để giữ gìn môi trường sạch đẹp, văn minh. Đây là hoạt động phong trào được phường 12 tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức và người dân về công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và nước thải tồn đọng, góp phần xây dựng phường ngày một xanh, sạch, đẹp. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh và để cụ thể hóa thực hiện đề án nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020. Khối dân vận phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình dân vận khéo 3-0-3-sạch. Thực hiện mô hình dân vận khéo 3-0-3-sạch, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa sẽ tập trung tuyên truyền về việc duy trì tiêu chí phường văn minh đô thị, vận động các hộ dân đăng ký thực hiện 3-0-3-sạch là không xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, không để tình trạng có bảng quảng cáo trái phép, không buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè và sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường phố. Vận động người dân trong gia đình và mọi người tham gia các hoạt động tình nguyện làm vệ sinh môi trường, vệ sinh đường phố do phường khu phố phát động. Sau lễ phát động thực hiện mô hình dân vận khéo 3-0-3-sạch, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và người dân phường Phước Hưng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường 27 tháng 4 và tẩy xóa các bảng quảng cáo trái phép trên địa bàn phường. Nội dung hòa nhịp tiếp tục với những thông tin tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, để thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, huyện ủy Long Điền đã xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và đề án tổng hợp vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện. Nhằm đảm bảo lộ trình thực hiện tinh giản biên chế từ 61 biên chế xuống còn 56 biên chế theo đề án tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến 2018, huyện ủy Long Điền đã thực hiện tinh giản 5 biên chế thuộc khối đảng, đoàn thể huyện. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tinh giản 4 trên 10 biên chế cơ quan hành chính
và 7 trên 7 biên chế đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã chỉ đạo xây dựng phương án thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh cán bộ công chức cấp xã, nhất là các chức danh hoạt động không chuyên trách từ đầu năm 2018. Bên cạnh đó, huyện Long Điền đã xây dựng đề án tinh giản biên chế cấp xã giai đoạn 2015-2021, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định phê duyệt. Sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, với sự đầu tư của nhà nước, sự đồng thuận thống nhất cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay thì xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới tại quyết định số 388 ngày 29 tháng 2 năm 2019. Khi bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Phước Hưng, huyện Long Điền gặp khá nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, trung tâm văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, toàn xã có đến 90% đường liên tổ liên ấp là đường đất. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thấp, nhiều khu vực bị ô nhiễm môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa cao. Do đó, địa phương phải nỗ lực nghiên cứu và triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, những tiêu chí còn yếu. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phước Hưng là xây dựng kế hoạch từng tháng và từng quý. Trước hết là xác định được các cái tiêu chí mềm để mà thực hiện trước. Thì sau khi mà xác định được các tiêu chí mềm hoàn thành xong á, làm cái đà thúc đẩy cho cái việc mà cái tiêu chí cứng. Sau 3 năm triển khai thực hiện, xã Phước Hưng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí khó về y tế, an toàn thực phẩm và môi trường. Đến cuối năm 2018, xã Phước Hưng đã vận động được gần 7.000 người tham gia bảo hiểm y tế, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế toàn xã lên gần 22.000 người, đạt tỷ lệ 85,2%. Đối với vấn đề môi trường, ngoài việc xử lý triệt để các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm, xã còn vận động người dân đăng ký đổ rác đúng nơi quy định, tự giác vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, sạch đẹp. Vận động các hộ dân nuôi heo chuyển đổi ngành nghề, xây dựng hầm bioga, đảm bảo môi trường. Cấp ủy đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân và ban ngành toàn thể, các chi bộ trực thuộc của đảng ủy để thực hiện cái đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới gắn liền với các tiêu chí mà địa phương đang gặp phải khó khăn, chẳng hạn như là tiêu chí về cái bảo hiểm y tế, về cái môi trường. Thì qua đó đã phân công từng đồng chí đảng viên cùng với là các ban ngành đoàn thể của ấp để đến từng hộ dân để tham gia, để vận động. Qua đó thì thể hiện cái vai trò của đảng viên nòng cốt, và tỉnh đã công nhận là cái xã Phước Hưng là xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018. Trong giai đoạn 2016-2018, xã Phước Hưng đã huy động trên 228 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn từ ngân sách là trên 33 tỷ đồng. Số còn lại là từ các nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp và huy động từ nhân dân. Từ nguồn vốn này, xã đã bê tông hóa được 64 tuyến đường liên tổ liên ấp với tổng chiều dài trên 23 km. Các công trình trường học, trung tâm văn hóa, chợ được đầu tư nâng cấp khang trang. Hệ thống điện trên địa bàn xã đảm bảo cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt an toàn, thường xuyên cho người dân. Ngoài ra, trên 99% lao động tại địa phương có việc làm thường xuyên và ổn định, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, công tác khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương thực hiện tốt. Thu nhập bình quân của người dân xã Phước Hưng hiện nay đạt 53 triệu 400 ngàn đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,23%. Để làm được cái tuyến đường nông thôn này thì gia đình tôi có cống hiến được một vạt đất nhỏ. Mục đích là để cho cái đường của mình nó lưu thông được sạch sẽ. Chúng con các em học sinh nó đi học cũng cho nó an toàn. Và nước thì nó cũng chảy chứ không mỗi năm thì nhà tôi nó bị ngập. Và đường này đi nó cũng lầy lội lắm. Sau khi có cái chương trình phát động xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi vận động dân, chúng tôi cùng với dân ở đây có những người bỏ ra tới 400, 500 mét vuông phá những hàng rào đi để mà mở đường. Thì dân thì nói chung là bà con đều là hưởng ứng và đồng thời là tích cực, có những nhà hàng rào phá đi nhưng mà cũng không bắt đền bù gì cả. Mà có cái đường nông thôn mới thì bà con đi lại là rất thuận tiện.
Thành công trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới ở xã Phước Hưng sẽ là động lực to lớn để Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Tỉnh, tạo tiền đề để huyện Long Điền trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Thưa quý vị, thế hệ trẻ huyện Long Điền đã và đang phát huy truyền thống quê hương kiên cường, anh dũng cách mạng bằng nhiệt huyết, bằng trách nhiệm và quyết tâm vượt lên mọi khó khăn thử thách để khẳng định giá trị bản thân và đóng góp xây dựng phát triển quê hương. Và với ưu thế sức trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Long Điền cũng đang phát huy tính tiên phong trong các hoạt động, phần việc được giao, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Long Điền ngày càng giàu đẹp. Long Điền là một trong những chiến trường ác liệt, cũng là cứ địa cách mạng kiên trung trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhiều người con Long Điền đã dâng hiến tuổi xuân, máu xương cho hòa bình độc lập. Trên địa bàn huyện có trên 1.100 liệt sĩ, thương bệnh binh, trên 740 người tham gia hoạt động kháng chiến. Đặc biệt có 170 mẹ và vợ liệt sĩ đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý, mẹ Việt Nam anh hùng. Thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn. Thời gian qua, đoàn viên thanh niên huyện Long Điền đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thường xuyên làm đẹp cảnh quan nghĩa trang, liệt sĩ, di tích lịch sử. Tuổi trẻ huyện Long Điền phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng, cho các gia đình chính sách. Ví dụ như là các hoạt động thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng, cấp và phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, tặng các cái tủ thuốc tình nghĩa tại các gia đình chính sách, vân vân. Và những cái hoạt động này đã góp phần giáo dục thêm lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Với bản thân em là một cô giáo thì em sẽ giáo dục cho học sinh mình cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn và cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để xứng đáng là với các công lao của các anh hùng đã ngã xuống vì đất nước chúng ta. Chung tay vì môi trường sạch đẹp, đoàn thanh niên huyện Long Điền thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác tại các khu dân cư, bãi biển, điểm nóng về ô nhiễm môi trường, tẩy xóa quảng cáo, rao giặt trái phép trên các trục đường chính của địa phương, tuyên truyền vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Để duy trì một xã nông thôn mới thì giờ hoạt động giờ vệ sinh môi trường thì ở em diễn ra rất là thường xuyên. Cũng muốn cộng đồng mình chung tay cùng nhau giữ gìn vệ sinh và chung tay giữ gìn một môi trường sống thật tốt để cho môi trường sống xung quanh chúng ta sẽ sạch đẹp hơn. Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, năm xung kích, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được huyện đoàn Long Điền triển khai sâu rộng tới các chi đoàn. Huyện đoàn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tính đến cuối năm 2018, tổng dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện đoàn quản lý gần 34 tỷ đồng, với trên 1.200 hộ gia đình thanh niên được vay. Cùng với việc động viên đoàn viên thanh niên mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ tiết kiệm của các chi đoàn, huyện đoàn Long Điền cùng các đoàn xã thị trấn cũng định hướng cho đoàn viên thanh niên chủ động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện ngày càng khẳng định hiệu quả kinh tế cao. Trên một cái cương vị là bí thư chi đoàn ấp An Lạc của xã Nhất thì mình cũng rất là mong muốn các bạn có cái ý hơn chí hướng lập thân lập nghiệp trên cái con đường của các bạn chọn, mà riêng về cái mảng mà nông nghiệp mà các bạn có hứng thú về cái ngành hoa lan cây kiểng thì mình sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm cũng như là hỗ trợ các kỹ thuật hoặc là tìm và hỗ trợ hoặc là liên kết cho các bạn đến những cái nguồn quỹ vốn mà mình hiểu biết được. Dấu ấn của tuổi trẻ Long Điền còn được ghi nhận ở những công trình phần việc thanh niên trong từng lĩnh vực, chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tại địa phương, phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế, các hoạt động do đoàn khởi xướng đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tích cực.
Đến nay, 100% đoàn xã thị trấn của huyện Long Điền có một công trình thanh niên. 100% đoàn xã thị trấn tổ chức hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn dân cư. Trong tháng thanh niên năm 2019, tháng 3, huyện đoàn Long Điền tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, bồi dưỡng đạo đức, nếp sống mới cho thanh niên, tư vấn định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp. Đoàn cũng tiếp tục thực hiện các công trình phần việc như xây dựng ngôi nhà đoàn viên, thắp sáng ước mơ, tiếp bước đến trường. Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vượt qua thử thách, hướng đến thành công với sự tham gia của nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Ngày 6 tháng 4, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm tặng quà 42 chiến sĩ quê Đất Đỏ mới nhập ngũ, đang học tập và huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đàm, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi nghe Ban Chỉ huy Trung đoàn Minh Đàm báo cáo tình hình học tập, huấn luyện và điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ mới quê hương Đất Đỏ, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các chiến sĩ ra sức rèn luyện học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và truyền thống quê hương chị Sáu anh hùng. Dịp này, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã tặng mỗi chiến sĩ một phần quà trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị, theo phản ánh của nông dân trồng rau xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, thì từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giá rau xanh trên thị trường đột ngột giảm mạnh. Nhiều loại chỉ còn từ 1-2.000 đồng một ký, khiến cho nông dân điều đứng. Một số loại rau thậm chí không tiêu thụ được, nông dân phải bỏ đầy đồng. Nông dân xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ cho biết, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, giá rau trên thị trường giảm mạnh, rớt giá thảm nhất vẫn phải kể đến là các loại rau gia vị, chỉ còn chưa đầy 6-7 ngàn đồng một ký, giảm 1/3 so với mọi năm. Với giá này, nông dân thua lỗ 40-50 triệu đồng một hecta một vụ một tháng. Nguyên nhân rau giảm giá là do nguồn cung trên thị trường khá dồi dào. Hiện các vùng trồng rau trong và ngoài tỉnh đều được mùa. Sau Tết, người dân lại tập trung trồng một số loại rau giống nhau như súp lơ, các loại cải, rau gia vị, nên khi được mùa, thương lái lại càng có cơ hội ép giá. Chỉ một số ít nông dân có hợp đồng với các công ty thu mua rau ổn định thì không bị ép giá. Thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Xuyên Mộc sẽ khép lại phần nội dung Hòa Nhịp trưa nay. Thưa quý vị, từ năm 2018 đến nay, thì Hợp tác xã Tiêu Bồn Mây, huyện Xuyên Mộc đã xuất khẩu được hơn 300 tấn tiêu sang các nước Nhật Bản, Úc, Iran, và cung cấp khoảng 50.000 bầu tiêu giống cho thị trường Campuchia và các tỉnh thành lân cận. Toàn bộ sản phẩm tiêu Bồn Mây đều được đăng ký tem truy xuất nguồn gốc. Với diện tích hơn 20 hecta, năm 2015, Hợp tác xã Tiêu Bồn Mây, huyện Xuyên Mộc bắt đầu sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Đến tháng 12 năm 2017, 15 hecta tiêu của Hợp tác xã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng nhận đạt chuẩn Global Gap. Đây được coi là tấm vé thông hành giúp hồ tiêu của hợp tác xã vươn ra thị trường thế giới. Hiện tại, giá xuất khẩu hồ tiêu của hợp tác xã sang các nước Nhật Bản, Iran và Úc khoảng 68 đô la Mỹ một ký. Hợp tác xã đang chuẩn bị ký hợp đồng để xuất khẩu tiêu sang Dubai với giá khoảng 150 đô la Mỹ một ký. Đây là mức giá cao nhất của tiêu Việt Nam khi xuất sang nước ngoài. Thưa quý vị, bánh khọt vốn là món ăn dân dã mà mọi vùng miền đều có. Thế nhưng tại thành phố biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì bánh khọt còn trở thành đặc sản với hương vị có thể nói là không lẫn vào đâu được. Bánh khọt Vũng Tàu là niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của phố biển sẽ được ghi nhận trong chương trình hôm nay. Bánh khọt Vũng Tàu có từ bao giờ? Chắc chắn đã có từ rất lâu, ngay trong mỗi gia đình người dân địa phương. Thế nhưng để trở thành đặc sản thì theo nhiều người sành ăn, quán bánh khọt Bà Hai trên đường Trần Đồng là một trong những nơi đầu tiên định danh cho bánh khọt Vũng Tàu. Theo lời kể của anh Lê Văn Hùng, con trai cả của bà Hai, mẹ anh bắt đầu bán bánh khọt từ năm 1979. Lúc đầu, bánh khọt Bà Hai chỉ là món ăn điểm tâm và khách hàng là những người trong xóm. Nhờ bí quyết chế biến bánh thơm, ngon, quán bánh khọt Bà Hai dần dần được nhiều người biết đến. Đến nay, thành phố Vũng Tàu có vài chục quán bánh khọt, mỗi quán đều có cách chế biến riêng. Trong khi bánh khọt Bà Hai vẫn làm theo cách truyền thống, từ cách pha bột, đổ bánh, đặc biệt là vẫn dùng lò than để làm bánh, chứ không sử dụng bếp ga như các quán khác. Mình phải đổ chờ nó chín nè, chờ nó vàng nè,
rồi mới cậy. Còn cái thứ hai là chỗ mình là đổ bằng than, đó, nó lại chậm đi. Tại vì mình hồi xưa giờ mình đổ truyền thống bằng cái lò than đi, thì cái lò than nó dĩ nhiên nó phải ngon hơn cái lò ga là cái chỗ đó. Tôi là khách du lịch ở trên Sài Gòn xuống, và qua các mạng xã hội rồi Facebook rồi dân địa phương ở đây thì tôi biết là quán bánh cọt bà Hai này rất là nổi tiếng và khá là ngon, nên lần nào xuống là tôi cũng ghé vào đây để dùng. Những người gắn bó lâu năm với nghề làm bánh cọt ở Vũng Tàu lưu truyền, bánh cọt xuất hiện tại Vũng Tàu bắt đầu từ những lưu dân vùng Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa khi vào Vũng Tàu lập nghiệp đã mang theo món ăn truyền thống của cha ông, rồi dần thay đổi cách làm, hương vị cho phù hợp với nguồn nguyên liệu sẵn có ở miền quê mới. Bánh cọt ngon, quan trọng nhất là khâu pha bột. Bột gạo sau khi xay được pha với nước theo tỷ lệ nhất định. Nếu bột pha đặc quá, bánh sẽ đặc, bở, còn nếu bột lỏng quá thì bánh sẽ mỏng, không dẻo, không ngon. Đổ bánh cọt như thế nào để được vàng đều, giòn ngon, đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay đầu bếp. Bánh cọt thường được ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt, các loại rau, cải xanh, xà lách, tía tô, diếp cá, rau thơm, đu đủ và cà rốt thái sợi. Tất cả những hương vị từ bột gạo đến tôm tươi, nước mắm và các hương vị của rau xanh đậm chất biển tạo nên nét riêng, khiến bánh cọt Vũng Tàu không thể lẫn với bất kỳ bánh cọt ở vùng miền nào và cả các món ăn khác. Tôi ăn ở đây thì cái hương vị rất là ngon, nên em cũng mong muốn là sao các du khách được biết đến bánh cọt ở Vũng Tàu mình, nó một món đặc sản, và tất cả các khách tới đây Vũng Tàu đều biết được cái bánh cọt mình ngon và giá cũng bình dân. Tôi ở Sài Gòn tới và tôi được bạn bè giới thiệu là quán ăn này rất là ngon nên là muốn đến ăn thử. Và khi mà tới đây thì cảm thấy là đồ ăn rất là vừa miệng. Năm 2012, bánh cọt Vũng Tàu càng nổi tiếng hơn khi được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận giá trị ẩm thực châu Á. Tháng 3 năm 2017, Cục Sở hữu Trí tuệ đã trao bằng bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu tập thể bánh cọt Vũng Tàu, để bánh cọt Vũng Tàu tạo thêm cho phố biển điểm nhấn, điểm nhớ và cho văn hóa ẩm thực phố biển có thêm một bản sắc rất riêng. Chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay đến đây là khép lại. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14 giờ 50 phút, 18 giờ, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.